họ khi cựu thế giới này chủ yếu sống ở vùng Nam Á và Đông Nam Á. Chúng là loại động vật phát triển khá cao, có thể sử dụng các công cụ như đá hoặc cành cây để tìm kiếm thức ăn. Thức ăn chủ yếu là lá, quả cây, côn trùng, rông, tảo và các loài động vật cỡ nhỏ. Hầu hết các loài khỉ đều sống theo bầy đàn. Đầu đàn thường là con đực to, khỏe, lão luyện, có trách nhiệm bảo vệ, hướng dẫn cả đoàn tìm kiếm thức ăn và lẫn trốn, hoặc chống trả khi có kẻ thù. Con cái thường có 3 đến 4 bạn tình, điều này dễ làm con đầu đàn nổi giận và gây ra những cuộc chiến tranh giành bạn tình. Xã hội loài khỉ theo chế độ mẫu hệ, con mẹ có vai trò quyết định đối với con cái và là chủ gia đình. Họ khỉ cựu thế giới này chủ yếu sống ở vùng Nam Á và Đông Nam Á. Chúng là loại động vật phát triển khá cao, có thể sử dụng các công cụ như đá hoặc cành cây để tìm kiếm thức ăn. Thức ăn chủ yếu là lá, quả cây, côn trùng, rông, tảo và các loài động vật cỡ nhỏ. Hầu hết các loài khỉ đều sống theo bầy đàn. Đầu đàn thường là con đực to, khỏe, lão luyện, có trách nhiệm bảo vệ, hướng dẫn cả đoàn tìm kiếm thức ăn và lẫn trốn, hoặc chống trả khi có kẻ thù. Con cái thường có 3 đến 4 bạn tình, điều này dễ làm con đầu đàn nổi giận và gây ra những cuộc chiến tranh giành bạn tình. Xã hội loài khỉ theo chế độ mẫu hệ, con mẹ có vai trò quyết định đối với con cái và là chủ gia đình.